Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop Lan Hương, shop Tuấn Hương nhá, chuyên giày si chính hãng. Hôm nay thì em sẽ lại lên tiếp tục báo giá mọi người một lô giày Tây, giày hiệu VIP. Hàng vừa mới về xong, đánh size đánh số, thế nên là hôm nay lên mã cho mọi người ngay và luôn để cho mọi người có thể là săn được những đôi giày đẹp nhất nhá. Mọi người mua hàng bên em thì kết bạn với em bằng số là 0987785608. Và mọi người mua hàng thì sẽ chuyển khoản là 100.000 tiền cọc nhé. Nhận hàng thanh toán nốt, khách nào chuyển full thì em sẽ bao ship. Và không để mọi người chờ đợi lâu thì là em sẽ lên cho mọi người một chiếc túi. Túi này thì nó dính ở trong một cái kiện giày Tây mọi người nhá. Giày này như kiểu là một cái khắc, người ta gọi là khắc. Và cái ví này thì là cầm tay. Và em đo chiều ngang của nó thì là rơi tầm khoảng, chiều cao ấy là tầm khoảng 20 phân, còn chiều ngang là tầm khoảng 30 phân. Và đựng vừa một chiếc iPad nhé mọi người nhá, đựng vừa một chiếc iPad luôn. Hiệu này thì có tên là LV nhá, Louis Vuitton. Giày này là ví cầm tay này thì rất là đắt. Giá bán trên thị trường hiện tại đang bán 22-23 triệu gì đấy. Và ở đây thì nó sẽ cho mình một cái khóa đấy, để bảo mọi người có thể là đút túi vào kéo khóa, xong rồi là đây, nó như một cái khóa ấy. Thế nên là mọi người có thể là sử dụng đi ra ngoài cầm xong rồi là để khóa để khiếc, vứt đâu không lo là bị bật túi nha mọi người nhá. Và một chiếc túi như này thì hiện tại nó đang có hai ngăn, một ngăn to và một ngăn ở đằng sau. Đằng sau này thì mình có thể là đựng ví, vùng, các thứ, giấy tờ liên quan. Nói chung là trong này thì ngăn rất là rộng mọi người nhá. Trong này còn rất là nhiều ngăn nữa cơ. Xung quanh đây là có các ngăn nhỏ nữa để mình có thể là đựng thẻ. Còn ngăn to bên ngoài mình có thể đựng iPad, đựng điện thoại nha mọi người nhá. Và một chiếc túi như thế này thì nó dính ở trong kiện. Em không biết là giá bán bao nhiêu nhưng mà em vừa check ở trên web ý, thì là nó rơi tầm khoảng là 25-26 triệu gì đấy mọi người nhá. Nhưng mà em thì không chuyên hàng này, thành ra là mình dính một ít ở trong, em dính có mỗi 2 chiếc ở trong kiện thôi, thành ra là bán gọi là rẻ cho mọi người, bán giá tốt cho mọi người để mọi người mua trải nghiệm nhá mọi người nhá. Nếu mà hàng này mà mọi người mà nhận mà cảm thấy ưng thì biết đâu sắp tới bén duyên em lại nhập thêm cả hàng này bán, rất là tốt mọi người nhá. Hàng này thì mình có thể là cho hết ví, điện thoại, tất cả các thứ, xong rồi mình đi, xong rồi mình kẹp lách nhá mọi người nhá. Hiệu là Louis Vuitton và chiếc ví này em bán cho mọi người với giá là 550 mọi người nhá. 550 một chiếc ví cầm tay như này. Đấy, bác nào lấy thì inbox cho em nha. Lấy được có mỗi 2 chiếc thôi. Một lát nữa thì sẽ lại lên túi tiếp nhá. Bây giờ mình lên giày đi, tại vì giày về nhiều quá. Bây giờ em mới bắt đầu soạn xong, thì bố em vừa mới đánh xong thì lên luôn cho mọi người. Mọi người ơi, đây đôi này thì có mã là L1 nhá, size 40. Trời ơi, đẹp quá luôn. Cái da ở phần này á, nó rất là mềm mọi người ạ. Ở bên trên mũi giày thì là bóng, và nó khá là kiểu mũi nhọn ý. Đấy, mũi nó thiết kế nhọn nhọn như này, thành ra là mình đi ấy, nhìn cái chân của mình nó rất là thuôn. Giày này thì là hiệu của Hàn nhá. Bên trong này toàn là chữ Hàn thôi. Và lót thì là mới cứng luôn mọi người nhá. Đây, số series nằm ở bên này. Chiều dài size là 250. Bán cho mọi người đôi này là 550. Anh nào hay mặc vest hay mặc đồ Âu thì đôi này em nghĩ là rất là phù hợp nhá. Rất là sang luôn mọi người nhá. Lần đầu tiên em thấy một chiếc giày mà nó trông nó sang như thế này. Tiếp ạ. Lên cho mọi người một đôi giày dáng này thì thể thao mọi người nhá. Dáng thể thao. Và thiết kế thì là thắt dây. Đôi này thì trông khá là trẻ trung. Đế còn rất là mới nhá, độ mới còn rất là cao. Xung quanh mũi ở trên này thì là nguyên bản nhá, không sơn sửa lại. Nó hơi vàng một chút ở phần này thôi mọi người nhá. Xung quanh thì rất là mới, không hề sơn sửa nhá, các thứ gì. Đôi này thì bục dây có mã là L5 size 40. L5 size 40. Đôi này bán cho mọi người là 400 nha mọi người. Mặc với cả quần bò rất đẹp ạ. Tiếp theo lên cho mọi người một uh,
Đôi giày lười thiết kế thắt dây. Form này thì khá là to nhá, có size là 42. Hiệu là Ecanto mọi người nhá, hiệu là Ecanto. Và đôi này thì chiều dài size là có size là 270. Đôi này size 42. Tương đương với size 42 nhá. Đôi này thì lót bên trong này còn rất là mới, lót của nó luôn Ecanto mọi người nhá. Số series thì là bên này. Đấy. Đó, chiều dài size là 270 luôn, chuẩn size 70 nhá. Anh nào chân 42 hoặc là 42,5 vẫn đi được, form này khá là rộng mọi người nhá. Em đang nói chuyện với mọi người nhưng mà mũi em đang bị tắc mọi người ạ. Thành ra nói nó không biết mọi người nghe rõ không, nếu mà không rõ thì mọi người thông cảm nhá. Tại mấy hôm nay thay đổi thời tiết đi, sau là mỗi một ngày quay video hơi nhiều. Thành ra là cái mũi của em nó đang bị tắc, xong rồi uống nhiều nước lạnh quá. Tiếp theo, lên cho mọi người một đôi giày tây màu nâu gụ nhá. Có mã là L4 này, size 37. Đợt này lấy được mấy đôi form bé. Đó, tại vì rất nhiều khách nhà em chân bé nhưng mà không có size, khổ lắm mọi người ạ. Đây, lót bên trong vẫn còn rất là mới nhá. Mới cứng luôn mọi người. Romantic Mousse. Đôi này thì chiều dài size là 220-230. Đôi này size 37 nhá. Đấy, và đôi này bán cho mọi người là 550. Màu nâu gụ rất là mới. Giày tây đợt này là đang tắc biên mọi người. Em mới gọi là phải về được có mỗi gọi là hơn 20 đôi giày tây này thôi. Là lấy được, nó lấn được ở trong kiện giày tây được 2 chiếc túi và được 20 chiếc giày, 20 đôi giày. Còn lại thì hàng vẫn đang về mọi người nhá. Hàng vẫn đang về. Mấy hôm nữa thì sẽ lên cho mọi người nhiều hơn. Tiếp theo. Em lên cho mọi người một đôi đôi này có mã là L10 nhá, size 40.5, chiều dài size là 255. Đế thì còn rất là mới, ở cái phần này thì nó hơi mòn một xíu mọi người nhá. Và đôi này thì thiết kế kiểu khâu xung quanh, nhìn khá là trẻ trung. Mũi thì là mũi vuông mọi người nhá. Hiệu là X, lót ở bên trong là Xpander Made in Italy nhá, giày này của Ý. Giày này của Ý nhá. Đôi này là 550. Tiếp theo, một đôi giày lười da bóng nhá. Đôi này thì rất là nhiều khách hỏi này, kiểu da bóng như này. Bình thường những cái đôi mà da bóng như này form nó rất là cứng, nhưng mà đôi này thì form khá là mềm mọi người nhá, da mềm cực kỳ luôn. Đôi này có mã L7, size 41.5, chiều dài size là 265. 265 mọi người nhá. Đây. Và đôi này thì bán nhá, cho mọi người là 550, khá mới nhẹ, lót bên trong vẫn còn mới cứng mọi người nhá. Tiếp theo lên cho mọi người một chiếc túi nữa nhá. Đây. Túi này thì là của hiệu Gucci nhá, hàng made in Italy. Túi này thì là chính hãng và nó dính ở trong cái kiện giày tây của em. Còn có hai chiếc thì một chiếc lúc nãy là lên rồi, bây giờ còn duy nhất một chiếc nhá. Nó tất cả đều là có khóa hết mọi người. Đây. Khóa này thì mạ vàng hết nhá. Xong rồi là nó có mật khẩu ở đây, mọi người có thể đút đây xong rồi là cài cái mã khóa. Đó, đi ra đường thì khóa vào. Và túi này thì Gucci Made in Italy. Hiệu Gucci nhá, màu xanh rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy không ạ? Và ở bên trong này thì là có các ngăn nhỏ. Có một cái ngăn ở bên này và các ngăn đựng thẻ. Bên này thì còn một cái ngăn khóa kéo nữa. Đây, ở trong này nó cũng dập in nổi chữ Gucci Made in Italy á. Túi này thì khá là rộng, chiều dài là 30 x 20 nhá mọi người nhá. Chiều dài là 30, chiều cao là 20. Mọi người nhá. Đây, mặt đằng sau nó sẽ như này. Đây, khóa kia các thứ này em cho mọi người xem. Đây, hàng này thì là Gucci sản xuất tại Ý nhá mọi người nhá. Và ví này thì bán cho mọi người
là 550 mọi người nhá, 550 một chiếc ví cầm tay. Mọi người ra ngoài có thể đựng iPad, đựng điện thoại, được rất là nhiều đồ. Mấy bác mà kiểu ra ngoài em thấy mọi người là hay đeo những cái túi như này, xong rồi là cặp lách đấy, đi đâu rất là đẹp nhá mọi người nhá. Bán cho mọi người 550, có mỗi 2 chiếc thôi. Bác nào nhanh tay thì sẽ lấy được, còn không thì là chắc mà phải đợi chuyến sau. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi đến từ thương hiệu Land Rover nhá. Màu này siêu siêu đẹp mà nó kiểu màu nâu gụ, nâu gỗ ấy mọi người. Sang cực kỳ luôn, da rất là mềm. Mã là L2 nhá. Size 40, chiều dài size có size là 250. Lót bên trong vẫn là Land Rover nhá, rất mới ạ. Đây, thông số ở trên này. Size là 255E. Đôi này bán cho mọi người 550. 550. Tiếp theo một đôi giày lười cũng da bóng nhá mọi người nhá, nhưng mà đôi này thì nó màu nâu rượu vang ấy, nâu đỏ rượu vang nha, rất là mềm, da rất là mềm. Thiết kế là khâu viền trên này, ở dưới thì là dán đế nhá. Mã L3, size 40.5, hiệu là Exchange. Lót bên trong này à, rất là mới nhá mọi người nha. Đôi này bán cho mọi người 500. Tiếp theo một đôi giày, đôi này hiệu của Hàn Kunza và thiết kế là vặn dây mọi người nhá, vặn dây xung quanh này. Đấy, có mã L14, size 41.5, made in Korea, chiều dài size là 265. Đôi này bán cho mọi người 600, rất mới. Hàng nguyên bản không sơn sửa lại, cho mọi người xem lót bên trong nha. Lót này rất là mới nhá mọi người nhá. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi giày lười thắt dây. Đôi này da xịn cực kỳ mọi người nhá, da xịn cực kỳ luôn. Thiết kế là khâu viền ở phần mũi giày. Đấy, trông khá là trẻ trung. Mã là L9, size 42, đế còn rất là mới. Chiều dài size là 270. Đôi này bán cho mọi người là 550 mọi người nhá, 550.000. Đấy, rất mới, lót bên trong này. Trời ơi, mới lắm mọi người ạ. Đôi này mới cứng luôn này. Mới cực kỳ luôn. Hàng này thì sản xuất ở Paris nhá mọi người, Pháp. Berido Design Paris mọi người nhá. Đôi này thì sản xuất ở Pháp. Mã L9, size 42, 270, size 270. Giá là 550.000. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi giày lười đôi này màu đẹp lắm, màu đỏ rượu vang nhá mọi người nhá, màu đỏ rượu vang. Và đôi này thì da rất là mềm mềm mọi người nhá, rất là êm chân. Mọi người nhìn xung quanh giúp em nhá, da không một vết xước nhá. Mã L13, size 42, chiều dài size là 270, đế đây. Rất là mới mọi người nha. Đôi này thì độ mới còn rất là cao. Bán cho mọi người đôi này 550. Hiệu là Renoma. Cái gì Paris ấy. Nói chung là giày này sản xuất ở Pháp mọi người nhá. Hiệu là Renoma. Mã L13, size 42. Tiếp ạ, một đôi giày lười
ra bóng tiếp theo. Gần Tết rồi, khách nhà em là hỏi những cái giày này rất nhiều nhá, mua để mặc vét đi ăn Tết đấy mọi người ạ, đi chơi Tết. Mã này mã L8 size 41, màu đen, da bóng. Da bóng nhưng mà rất là mềm nữa mọi người nhá. Này, lót bên trong còn rất là mới. Thông số thì là ở bên này. Đấy, da này mềm cực kỳ luôn. Mọi người nhá, đi rất là êm chân. Tôi này bán cho mọi người 500, chiều dài size là 41 nhá. Mã L8 size 41. 500. Lên cho mọi người một con sục nhá. Vest này thì nhà em bình thường là sẽ bán vào mùa hè, nhưng mà thi thoảng ở trong kiện nó lại dính được một đôi. Đôi này da lộn nhá, hiệu là Senna, mã là L19 size 40. Đấy, đế rất là mới nhá. Đôi này bán cho mọi người 500, da lộn màu vàng nhá. Lót bên trong này mọi người, rất là mới. Mùa hè ấy, là những anh nào mà hay mặc quần vải ấy, là hay thích đi kiểu như này lắm. Nói chung là xỏ vào một phát là vào luôn, chả về gọi là đi giày đi riết gì mà, trông nó vẫn sâu sang. Tiếp theo đôi này thì mã L11 nhá, size 40.5. đôi này bán cho mọi người 550, chiều dài size là 250, thiết kế thắt dây. Đó, như kiểu giày lười ấy, nhưng mà thiết kế thắt dây, dáng rất là trẻ trung. Bên này thì có thiết kế khóa kéo cổ đấy, như kiểu cổ lửng ấy. Nói chung là nó sẽ lên chiều dài của nó chắc là sẽ lên tầm cái chỗ đoạn chân là chỗ con khoai của mình ấy. Đó, mã L11 size 40.5, chiều dài size là 255. Da này rất là mới nhá mọi người, gót đằng sau này. Đấy, siêu siêu đẹp luôn. Hàng đợt này thì là hàng tuyển, để bán Tết thì nên là rất là đẹp luôn mọi người. 255 nhá. 550. Tiếp theo một đôi giày lười màu nâu đỏ, có bát là L16, hiệu Soda, giày của Hàn, size 39. Đôi này bán cho mọi người 500. Lót bên trong này rất mới nhá, Soda Homer Basic Edition. Giày này thì nguyên bản không sơn sửa. Chiều dài size là 250E. 500 mọi người nha. Tiếp theo một đôi giày tây công sở, đôi này đẹp lắm mọi người ạ. Đôi này thì xung quanh là da bóng, ở đây thì là da lì nhá, ở đây nó lại còn khâu xung quanh. Nói chung là dáng rất là Hàn Quốc ấy. Mã là L12 size 40.5, bán cho mọi người đôi này là 500. Và đôi này thì lót bên trong là còn rất là mới nhé, Mario Penucci. Giày này của Pháp mọi người ạ. Giày này của Pháp nha. Chiều dài size là 250E nhá. Đôi này bán 500. Đôi này em nghĩ là mọi người nếu mà vừa size em khuyên mọi người lên mua. Đôi này siêu đẹp luôn. Rất đẹp chứ không phải là đẹp bình thường thôi nhá mọi người nhá. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi giày, mã là L18 size 41, hiệu là XQL. Rồi, và đế còn rất là mới nhá, xung quanh này mọi người. Đôi này siêu nhẹ nhá. Trong tất cả các đôi từ nãy giờ em like thì đôi này nhẹ cực kỳ luôn. Đôi này thì nó thiết kế kiểu có các ô thoáng ở đây nhá, nhìn vừa trẻ trung lại còn vừa lịch sự. Đôi này thì bán cho mọi người là 500, size 41, mã L18 nhá mọi người nhá. Lót bên trong vẫn là XQL nhá mọi người nhá. Hàng này nguyên bản này. Lót liếc các thứ nguyên bản hết. Chiều dài size là 265E, tương đương với size 41 nhá mọi người nhá. Đôi này bán 500.
Tiếp theo, một đôi giày lười nhá. Da bóng. Đôi này thì có mã là L16, size 42.5. 42.5, bán cho mọi người 550. Hàng made in Korea, hàng T-Story made in Korea mọi người nhá. Rất là mới, da rất mềm. Giày này mặc vest rất là đẹp luôn. Cái mũi giày của nó cũng hơi thon thon ấy, thành ra là mọi người đi những cái form như này á là chân của mình trông nó cũng khá là dài ra mọi người nhá. Khá là dài. Để cho mọi người hai cái túi ở đây. Bác vào lấy thì sẽ đóng hàng luôn, đảm bảo là sẽ hết luôn mọi người nhá. Đó, khi nào mọi người thấy em không còn cái túi này ở đây nữa nghĩa là đã có khách lấy rồi. Nói chung là hàng nào đẹp em sẽ để lên đây để mà trưng bày cho mọi người. Bác nào thích thì có thể inbox riêng. Tiếp theo, đôi này là mã cuối cùng nha trong chương trình live hôm nay. Đôi này thì có mã là L17 size 41. Đế thì hơi mò một xíu nhá. Đôi này bán cho mọi người là 400 thôi. 400 size 41 ạ. Đôi này thì giày lười màu nâu gụ nhá, nâu gụ, hiệu là Múc này. Sản xuất năm 1992. Đấy, lót bên trong còn rất là mới mọi người nha. Mới cực kỳ luôn, xung quanh gót này. Xung quanh này. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Nói chung là mọi người thấy em quay là rất là chỉn chu nhá, kể cả từ những cái nhỏ nhất. Và quay thì rất là sát. Và ánh sáng vừa đủ, mọi người có thể nhìn thấy tất cả các góc cạnh nhá mọi người nhá. Giày bên em thì là giày bên em ấy thì là quay như nào, hàng như nào thì mọi người nhận giày sẽ y như vậy. Sẽ không bao giờ có một cái chuyện gọi là bán một đằng xong rồi nhận hàng một nẻo mọi người nhá. Mọi người mua hàng si ở đâu không biết, nhưng mà hàng em sẽ như thế. Đấy, mọi người mua hàng kể không ưng thì em vẫn hỗ trợ mọi người đổi trả, hoặc là mọi người đi chật đi rộng em vẫn hỗ trợ đổi trả. Nhưng mà mọi người mua hàng thì phải cọc trước, tại vì là vừa rồi em bị dính rất là nhiều khách bom hàng, đặt hàng trêu ấy. Kiểu chắc là cũng em không nghĩ là khách đâu, chắc là một vài bạn sale nào đấy cũng kiểu đang kinh doanh mặt hàng si này, chẳng hạn thấy mình bán tốt quá xong họ vào họ đặt hàng xong rồi họ phá ấy mọi người. Thành ra là em mới bắt mọi người cọc, cọc làm sao mà để mọi người chắc chắn là lấy hàng. Cọc 50 cũng được, cọc 100 cũng được. Nói chung là nó không đáng là cái gì cả. Thậm chí là có những khách hàng nhận hàng rồi không ưng, em vẫn chuyển lại khách đủ, trả đủ khách tiền. Mọi người có thể là mua hàng, nếu mà anh nào mà đã mua hàng và em đã xử lý cho mọi người như vậy thì mọi người có thể là comment ở phần dưới video này để cho mọi người xem. Những khách hàng mà vào đây xem thì họ hoàn toàn là kiểu tin tưởng và yên tâm để mà mua ở hàng của shop em ấy. Đấy, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua là đã ủng hộ shop. Em xin phép là dừng video ở đây để tầm chiều tối thì em sẽ lên tiếp video mọi người nhá. Cả ngày, mỗi một ngày em sẽ cố gắng là lên làm sao mà 3-4 video để cho mọi người tha hồ xem tất cả các mẫu giày. Tại vì bây giờ gấp rút rồi, rất là nhiều hàng Tết về. Đấy, chẳng qua là không có sức để làm thôi. Em xin phép là dừng video ở đây nhá. Em chào tất cả mọi người.